Hoàng Uyên rất vui được gặp lại quý khán thính giả vào khung giờ đọc truyện trên kênh Đất Quê Radio. Quý khán thính giả thân mến, có ai còn nhớ đến cô Tư Trân không nè? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại tác giả Bạch Cúc với series truyện thời niên thiếu của cô Tư Trân để cùng lắng nghe tập truyện Nghỉ Hưu, Đụng Độ Nghỉ Hè. Nhưng lần này, con nhỏ Trân lém lĩnh đã lập đại công sau mấy trò nghịch ngợm của mình. Sau đây, chúng ta cùng nghe truyện nhé! Chiếc xe đò vừa dừng lại ở trạm cơ khí, hành khách lũ lượt bước xuống. Các bác xe ôm cũng nháo nhào mời gọi khách. Người đàn ông, đầu đội nón, áo sơ mi quần tây, xách theo cái vali xám, vừa ngoắt được một anh xe ôm. Kỳ kèo mặc cả giá không thuận lợi. Người đàn ông thôi, không đi xe nữa. Dù gì, đoạn đường chưa tới 2 cây số, loại bộ vậy. Đi được một khoảng thì có xe lôi tới mời chào. Được giá, ông ngồi lên mà không do dự. Ông ta độ ngoài 60, trông cũng còn phong độ lắm. Mái tóc dù đã điểm bạc, da dẻ không còn thẳng mình như trước. Dù vậy, từng đường nét rõ ràng trên gương mặt cũng đủ biết thời trẻ ông có sắc dốc. Xe dừng lại ở đầu chợ Châu Đốc. Người đàn ông bước xuống xe, trả tiền, rồi rảo bước. Dì Ba vừa bước ra nhìn thấy thì gọi to. Ủa, bác Tư! Người đàn ông quay lại, nheo mắt vài cái để nhìn cho rõ hơn. Ủa, đây là đứa nào đây? Dạ, con là vợ anh Việt, con dâu cô Lệ Tuyền đó bác. À, tao nhớ rồi, con dâu bà Tuyền chằn đây mà. Dì Ba nghe thì phì cười, bởi ông này với bà nội con Trân, hai người hễ gặp mặt là kình nhau dữ lắm. Ổng là ông Tư Liêm, hồi trẻ ổng với bà Tuyền cũng một thời quen biết, lại còn khá thân thiết, nhưng mà không hiểu sao trở mặt thành thù. Dì Ba nói, bác Tư về quê chơi hả? Ông Tư có một chút bực dọc, giọng nói cũng trở nên nặng nề. Không, tao về ở luôn. Con cũng về nhà nghỉ trưa, để con đưa bác qua sông nha. Ông Tư vui vẻ cảm ơn, rồi theo chân dì Ba xuống xuồng. Mặt nước rẽ sóng theo từng nhịp mái chèo của dì. Đám lục bình nhấp nhô trên mặt nước, khiến lòng người cũng xao động. Thời trẻ, ai cũng từng phong ba xuôi ngược. Về già thì lại tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Hy vọng không có sóng gió để kiếp lục bình không còn long đong trôi dạt. Xuồng vừa cập bến phà cũ, ông Tư quay lại gật đầu cảm ơn dì Ba một lần nữa, rồi mới quay gót lên bờ. Dưới sông, dì Ba cũng ghe xuồng chèo về bến nhà. Ông sải bước trên con đường nhựa mà trước đây là con đường đất bùn lầy. Ven bờ là nhà, không còn cảnh bên đất bên sông như dạo trước. Hồi đó, cái xóm này nghèo lắm, phải đốt đuốc lá dừa mà soi đường lúc chạng vạng. Giờ thì có cột điện rồi. Năm nào ông cũng về quê một lần, nhìn thấy quê mình đổi mới từng ngày, lòng ông cũng vui lây. Đi ngang nhà bà nội con Trân, vừa thấy ông, thì bà Tuyền xí một tràng dài, quay mặt đi vô nhà. Ông Tư lắc đầu cười khổ. Cái bà này, có tật giận dai không chịu bó. Cách nhà bà Tuyền khoảng 100 thước là tới nhà ông Tư. Ngôi nhà cấp 4 khá khang trang, dù gạch ngói gạch tàu, màu đá cũ, nhưng bề thế thì không thua kém nhà nội con Trân. Tiếng tra ổ khóa ken két, nghe chói tai vừa dứt, thì cánh cổng được mở ra. Ông Tư bước vào trong. Ngôi nhà từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới đời ông vẫn còn y, dù cũng có xuống cấp và được ông sửa chữa trùng tu ít nhiều. 8 ô cửa chia 3 gian, hàng lan can cột trắc vẫn y nguyên. Cửa chính hé mở, bộ bàn ghế còn đóng một ít bụi bặm, bộ đi văng cũng chỉ vừa mới được lau.
Dù ông không ở nhà thường xuyên, nhưng vẫn có người tới lau dọn, thắp nhang cho ông bà hàng ngày. Vừa đặt cái vali lên đi quăng, ông Tư đã bắt tay vào lau dọn, quét tước nhà cửa mà không kịp nghỉ ngơi. Dù có người dọn, nhưng người kỹ tính như ông khi về nhà phải làm cho mọi thứ tươm tất. Tất bật tới chiều tối mới xong công chuyện. Trưa giờ chưa có được một hộp cơm, mà giờ cũng trễ để nấu nướng, nên ông lên xóm trên kiếm mì hủ tiếu ăn. Đồng trắng lên mây, có cái cây lúc lăng, có ông chủ ở nhà không? Có, mày đi đâu? Mượn cây dao. Để làm chi? Để chặt thịt. Chặt khúc nào? Chặt khúc khúc cuối. Chàng hò hét sùm, cất lên dáng động cả khu xóm. Là tụi con Trân chứ ai. Chiều nay tụi nó rủ nhau lên nhà của thằng Thanh Lé bày trò chơi. Thằng Quy Rùa vừa cất tiếng nói thì thằng Tí Chuột giang hai tay ra bảo vệ. Bởi khúc đuôi thằng Quy muốn chặt chính là con Trân. Con nhỏ cũng cực lực theo đoàn dây đồng rắn mà né thằng Quy. Từ xa, ông Tư đã thấy tụi nó léo nheo thì cũng đã bắt đầu né lần lần nhường chỗ cho tụi nó. Đột nhiên ầm lên một cái, con Trân ngồi chèm bẹp dưới đất mà la ui da. Ông Tư cũng vừa chới với nhẹ, tụi nó lạng qua lạng lại, sau đó không biết mà con Trân nó đâm sầm ngay ông, mặc dù ông đã cố tình tránh xa. Ông Tư có chụp con nhỏ lại mà không kịp, nó va phải ông rồi té chúi nhủi, làm đoàn dây rồng rắn lên mây phải đứt gánh giữa đàn. Con Trân khóc to, ông Tư dội đỡ nó lên. Ông nắm ngay cánh tay khiến con nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Nguyên do là nó té xuống dùng cả bàn tay để chống, thành ra bị chổi trật khớp rồi. Tụi nhỏ thấy bạn khóc cũng bắt đầu quản. Thằng Quy quay đầu chạy về cho bà nội con Trân hay. Ông Tư lính quýnh: "Trời ơi, còn cái nhà ai mà chịu tối ra đường dân hết vậy nè. Thôi thôi, nín nín đi. Đi vô nhà ông Tư lấy rượu thuốc thả cho." Con Trân lắc đầu không chịu đi, vì nó có biết người đàn ông này là ai đâu. Hết cách, ông Tư mới hỏi nhà nó ở đâu để ông đưa về, nhưng mà tụi nó không dám nói vì sợ bị đòn. Vậy rồi, ông bắt đầu dụ ngọt, biểu tụi nó về nhà để ông coi cái tai cho con Trân, rồi cho cả đám đồ ăn. Tụi nhỏ nhìn nhau suy nghĩ. Tụi nó đông như vậy, ông đó không có dám làm gì bậy bạ đâu. Cả đám gật đầu, xúm lại, đưa con Trân quay ngược về nhà của ông Tư. Tới nhà ông Tư thì đứa nào đứa nấy miệng há hốc. Nhà to quá chừng, 1 9 1 10 với nhà bà nội con Trân. Ông Tư từ dưới nhà đi lên, mang theo chai đủ thuốc. Ông biểu con Trân ngồi ở trên bộ đi quăng. Ông xắn cái tay áo nó lên, cổ tay lệch khớp, sưng to một cục như bánh cam. Ông nói nó ráng chịu đau một chút xíu là hết. Con nhỏ mắt mũi tèm lem mà gật gật. Ông Tư bắt đầu thoa rượu thuốc lên tay của nó, sau đó từ từ bóp nhẹ nhẹ. Con nhỏ vẫn xích xoa ui da gì đau. Bỗng rắc một cái, con Trân ré lên thật to. Tụi bạn của nó cũng hết hồn. Ông Tư trấn an: "Ơi, nín đi con, một chút xíu là hết à." Con Trân lắc đầu vì đau quá, nó muốn rút tay về thì bị ông Tư giữ lại, rồi rắc thêm cái nữa. Con nhỏ lại ré lên thật to và đồng thời rút tay lại luôn, còn vũ vũ mấy cái. Đột nhiên nó nín khóc, làm tụi bạn bất ngờ. Nó xoay xoay cổ tay mấy cái, sau đó thốt lên: "Ấy, hết đau rồi nè." "Thật hả? Mày hết đau rồi hả?" Một đứa hỏi. Con Trân gật đầu: "Ừ, hết đau rồi." "Hay quá." Con Trân phóng xuống đi quăng chống nạnh, vẻ mặt phụng phịu nhìn ông Tư mà nói: "Ông xấu." Ông Tư khó hiểu. Con nhỏ này chẳng biết con cái nhà ai. Nó tông vô ông
bị lội tai, ông sửa giùm nó mà nó còn nói ông xấu. Ông Tư hỏi, hả, sao lại nói ông như vậy? Tại ông làm con té. Là con da trúng ông mà. Tụi con đang chơi, ai kêu ông đi tới? Là tụi con chơi giữa lộ, giữa xa, không để ý xe cộ. Còn Trần hết đường cãi lý, thì dây qua tụi bạn. Đi thôi tụi bay. Nè, ông giúp con sửa tay, còn phải cảm ơn ông chứ. Cảm ơn ông, liêu liêu. Con nhỏ cảm ơn xong, còn lè lưỡi chọc quê mấy cái. Vậy đó, con nhỏ kéo đồng bọn đi trong sự ngỡ ngàng của ông Tư. Chẳng biết con cái nhà ai mà đáo để hết sức. Nhìn nét mặt của nó cũng quen quen lung lắm, nhất thời chưa nhớ ra. Ông cất lọ thuốc rượu, rồi lại tiếp tục thong thả ra đường kiếm đồ ăn đỡ dạ. Vừa bước ra khỏi nhà của ông Tư, thì thằng Tý hỏi, Ê, cái ông đó là ai vậy? Tao cũng không biết nữa. Tụi con Trân vừa đi qua vài ba căn nhà, thì gặp bà nội nó với thằng Quy. Bà Tuyền nghe nói nhỏ cháu bị lội tai, mới vội vã đi kiếm cháu về. Thấy nó, bà liền dở áo quần ra coi tay chân. Con nhỏ luôn miệng không sao, hồi nãy được cái ông kia sửa cho rồi. Bà nội nó hỏi ai thì nó quay đầu lại. Đúng lúc thấy ông Tư vừa đi ra đường, nó liền chỉ theo. Đó, ông đó nó nội. Bà Tuyền nhìn theo, giờ cũng khá xa nên nhất thời chưa thể nhìn rõ. Với lại ông ấy quay lưng đi lên hướng trên. Bóng dáng thì khá quen nhưng lại không nhớ. Bà nheo nheo đôi mắt nhìn kỹ hơn. Ngạc nổi, người đàn ông đi càng lúc càng xa. Bà Tuyền không nhìn rõ nữa, nắm tay dẫn cháu gái với tụi nhỏ về nhà. Mai cô rảnh thì chạy lên tìm, rồi cảm ơn người ta một tiếng. Trên đường về, bà có hỏi sao nó bị thương, thì con nhỏ nói không đầu không đuôi. Cái gì mà đang chơi rồi bị tông trúng? Cái ông tông nó sửa tay cho nó. Đã không hiểu con Trân nói cái gì, mà tụi bạn của nó cứ hùa thôi là hùa. Nào là đúng rồi. Ừ thì đúng rồi đó. Mà đúng cái gì mới được chứ. Sáng ra, con Trân lon ton lên nhà của bà nội. Khỏi nói cũng biết nhóm tụi nó là có phi vụ. Không biết là hôm nay chỗ nào xui xẻo bị tụi nó dịnh. Bà Tuyền vừa đi chợ về, thấy cháu nội ngồi thơ thẩn, liền hỏi nó đã ăn sáng chưa. Con nhỏ lắc đầu. Má nó biểu đi lên nhà nội ăn sáng với chú Út, mà nó dậy trễ quá, chú thím Út đi mất rồi. Bà Tuyền thấy vậy, móc 5.000 ra đưa cho cháu gái. Lên chùa ăn bún đi con. Nội tưởng đâu, bay ăn rồi, hồi nãy đi chợ cũng có mua bánh trái gì đâu. Nhớ đi sát vô mé lộ nha con. Dạ, con nhớ rồi nội. Con Trần xỏ dép đi ngay, vừa đi miệng vừa hát líu lo. Đi ngang nhà ông Tư, thấy mấy con gà hàng xóm đang bươi móc bụi hàng rào dăm bụt. Con nhỏ luôn miệng xua đuổi lũ gà, mà con nào con nấy hết bay rồi lại đậu. Con Trần lấy một nhánh cây gần đó, quơ mấy con gà. Chừng hồi lâu, tụi nó bay đi tứ tán, bụi dăm bụt cũng tá tơi. Ông Tư không biết từ đâu về tới, thấy con nhỏ cầm cây đứng trước bụi dăm bụt đã tan nát, thì đinh ninh nó là con Trân phá. Mặt đỏ tía tai, ông nắm con Trân lại để hỏi tội. Ai? Ai cho phá bụi bông nhà của ông Tư hả? Con không có, là mấy con gà nó phá mà. Ông Tư chỉ vô nhánh cây của nó đang cầm. Còn chối nữa hả? Tàn chứng rành rành mà còn nói dối. Con nói thiệt mà, con đuổi mấy con gà cho ông đó. Đừng có xạo. Còn cháu nhà ai mà phá vàng trời vậy hả? Ông sửa tay giùm con, không ăn ơn, còn phá hoài. Nghe ồn ào, hàng xóm cũng bắt đầu ra coi ngó. Biết con nhỏ này là con cháu nhà ai, người ta mới quay đầu xuống nhà cho bà nội con Trân hay. Bà Tuyền đi lên, thấy cháu gái bị một ông già nắm níu giằng co, mới vội vàng tới giải cứu.
Trân à! Nội, nội ơi, cứu con! Vừa thấy mặt bà, ông Tư mới bu con nhỏ ra. Lại nghe nó kêu bằng bà nội, nên ông mới hay đó là cháu của bà Tuyền. Một bà hàng xóm nhiều chuyện liền học lại cho bà nghe vụ cháu gái lên phá bụi bông nhà ông Tư, bị ông bắt lại. Bà quay lại vịn vai cháu gái mà gặn hỏi: Nội, ai cho lên đây phá hả? Con không có phá. Còn nói dối nữa hả? Phá nè, phá nè. Con Trân luôn miệng nó không có, nhưng không hiểu bà nội nó giận cái gì mà cứ dung tay giả vô đít nó bơm bớp. Con nhỏ khóc sướt mướt mà bà không ngừng. Bà còn quơ lấy nhành cây nó xua gà khi nãy mà dục. Con Trân đau quá, ngồi thụp lưng xuống đất né đòn, mà tay đôi của bà nội nó cũng không ngừng nghỉ. Ông Tư nhào vô, nắm nhành cây giật lại. Bà thôi đi, làm gì mà đánh dữ vậy? Bộ muốn đánh chết nó hay sao? Bà Tuyền chống nạnh, thở hồng hộc, vô cùng tức giận mà nói: Cháu tôi thì tôi dạy, liên quan gì tới ông? Bà muốn dạy thì đem con cháu về nhà mà dạy. Đây là nhà của tôi, đừng có mà la lối sùm. Cháu tôi phá ở đâu thì tôi đập ở đó. Chưa vừa bụng ông hay sao mà hạ sách? À, thì ra là bà đánh dằn mặt tôi đi mà. Bà Tuyền, chuyện của người lớn thì đừng có để con nít nó liên can. Bà có muốn làm trời làm đất thì về nhà mà làm. Tôi không có dư hơi để nói lý với bà. Ông Tư nói xong quay phắt vô nhà. Một mặt ông tức thái độ đánh cháo dằn mặt mình của bà nội con Trân, một mặt là để cho con nhỏ không bị đòn nữa. Ông biết rõ là bà ấy giận cá chém thớt, ở đó chí tố làm cho con Trân bị đòn thêm. Bà Tuyền lôi con Trân sờn sệt về nhà. Con nhỏ sợ bị đòn, không dám hó hé. Tới nhà thì bà thấy con nhỏ vô một góc y như là cái bịch muối. Rồi bà không nói gì, chốc chốc lại rên hừ hừ, tức giận lắm. Con Trân khóc mà không dám phát ra tiếng vì bị đòn oan ức. Nó ghét luôn ông Tư gì đó, chửi quan đó. Nó chưa kịp ăn sáng thì đã bị ăn đập. Nó nhất định phải báo thù. Chiều lại, thấy con gái tay chân lằn ngang lằn dọc, vì ba nghĩ chắc con nhỏ nghịch phá bị bà nội đánh. Ai ngờ đâu, sáng hôm sau, con Trân một hai không chịu lên nhà bà nội. Nó giãy tử đầu về nhà ngoại. Hết cách, dì ba mới đem nó qua sông về nhà mẹ đẻ. Bà ngoại thấy cháu có dấu roi trên thân thể, bà xót xa mới cằn nhằn bên bà nội. Dì ba phân trần là do con nhỏ phá mới bị đòn, thì con Trân liền kể lại sự vụ vừa rồi. Bà ngoại nghe mà tức mới không cho dì ba đem cháu lên nhà của nội nữa, bắt đã ở đây với bà. Dì ba nghe con bị đòn oan thì ấm ức quay trở về nhà. Dượng ba thấy sắc mặt của vợ không vui mới hỏi nguyên do, thì dì ức ức thay cho con gái. Hiểu được câu chuyện, Dượng mới lên nhà tìm má mình để hỏi cho ra lẽ. Sáng giờ bà Tuyền không thấy cháu gái lên, cũng lấy làm lạ. Chỉ có cha nó dẫn mỗi thằng em lên gửi rồi đi đồng. Thằng Quân nói chị hai không chịu lên nhà nội, muốn về nhà ngoại. Bà nội rầu trong bụng, hôm qua giận quá đánh quan con nhỏ cả đêm bà cũng mất ngủ. Nay nó giận lẫy không chịu lên, còn qua bên nhà bà ngoại nữa. Bà Tuyền lo sốt gió. Rủi chị xui mà biết thì bà cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao. Đúng lúc Dượng ba lù lù xuất hiện đón thằng con, bà mới hoàn hồn. Dượng ngồi xuống ghế mà nhằn: Chuyện xưa tích cũ, con nít nó biết cái gì mà phải đánh con nhỏ dữ vậy? Bà Tuyền bị con trai chất vấn, nhất thời chưa biết nói làm sao, thì thằng Quân lại chen vô: Hôm qua tay của chị hai còn bị chảy máu nữa đó nội. Dượng ba lại tiếp tục: Giờ con cũng chẳng biết nói làm sao với má vợ của con đây nữa. Má cũng biết bên nhà đó rồi đó, họ binh con cháu lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu.
Lại nói về gia thế của hai nhà thì phải gọi là môn đăng hộ đối, bởi chẳng hề thua kém bất cứ ai. Bên nội con Trân ngày xưa từng làm quan giữ tới chức đốc phủ sứ, còn cháu không bá hộ thì cũng là thương nhân. Bên ngoại nó ngày xưa làm giàu bằng việc đầu cơ tích trữ, gia sản tài muôn bạc dận, ăn mấy đời cũng không dơi, lại còn là gia tộc đứng đầu với quyền pháp. Hồi trước khi chọn con dâu, ông nội của Dưỡng Ba phải lựa chọn rất kỹ càng và sàng lọc khắt khe mới chọn trúng dì Ba. May mắn làm sao, dì Dưỡng đã quen biết nhau từ trước, ông nội Dưỡng mới đồng ý, nhưng cũng phải coi bát tự niên canh chuẩn xác mới chọn được ngày cưới. Bà Tuyền nghe mà rầu. Bà ngoại nó chưa qua đây tính sổ là hên rồi, giờ không biết tính sao. Mà hễ mỗi lần gặp mặt ông Tư là cơn uất hận dâng trào, khiến bà không thể nào kiềm chế được. Mà tự nhiên đi chửi lộn với ông thì bậy quá. Vì vậy, bà nội trút hết bực bội lên người cháu gái. Ngày xưa, hai người từng là một đôi thanh mai trúc mã. Họ còn là cặp song ca của xã thời ấy, chuyên về đờn ca tài tử. Nhưng rồi ông Tư đi biển biệt mà không một lời từ giã. Bà Tuyền thẫn thờ vì chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Bà chờ đợi ông trở về để nghe một lời giải thích. Nhưng rồi, một năm, hai năm, ba năm, ông vẫn không trở lại. Thời điểm đó, bà đã 24. Độ tuổi này mà chưa có gia đình, cha mẹ ở nhà sốt ruột, sợ con gái quá lứa lỡ thì, rồi không ai lấy, phải ở giá. Chuyện hôn nhân bị thúc ép, mà người thương thì bật vô âm tính. Bà ngổn ngang trăm mối. Rồi bà gặp được cha của Dưỡng Ba trong một lần đi Phước Hưng. Ông ấy để ý người con gái mặn mà chân quê, mà không ngại đường xa lặn lội xuống tuốt ở dưới cồn tiên mà theo đuổi. Lâu ngày dài tháng, mưa dầm thấm lâu, bà Tiền siêu lòng trước sự bền bỉ của ông Đại, vẫn tưởng sẽ quên được mối tình đầu dụng dại. Ai ngờ người xưa trở về trong màu áo lính. Bà Tuyền đứng giữa sự hận trách người cũ và cả còn tình cảm chân thành với người mới. Vậy mà ông Tư không một lời giải thích. Ông ấy như người dưng nước lã lướt qua đời bà, chỉ nói duy nhất một câu, mong bà được hạnh phúc rồi quay bước. Tình xưa nghĩa cũ phút chốc tan dở như bọt nước giữa lòng sông. Bà lại thêm một lần hụt hẫng, nhưng lần này còn đau đớn hơn lần trước. Chưa kịp gặm nhấm nỗi đau thì hay tin ông Tư lại lên đường. Bà chạy dọc bến sông chỉ mong được tiễn biệt lần cuối. Bà gọi tên ông ấy vẫn không quay đầu. Bóng dáng ông dần đi khuất, chỉ còn lại bà cô độc bên bờ sông. Rồi bà cũng theo chồng về làm dâu tận Phước Hưng. Ông Đại thương vợ lắm, dù biết trong lòng bà không có ông, dù biết bà lấy ông chỉ là vì bất đắc dĩ, chứ không phải thật lòng thương yêu. Rồi lần lượt từng đứa con chào đời, vợ chồng vui lắm. Hạnh phúc không bao lâu thì ông Tư lại một lần nữa trở về. Ông Đại theo tiếng gọi của đất nước cùng ông Tư lên đường nhập ngũ. Bà Tuyền hồi đầu không cho chồng đi, bởi chí trai trăm hướng, phận gái một phương. Nhưng không thay đổi được chồng. Cũng may đóng quân ở đồn biên phòng gần nhà, bà cũng tiện bề đi lại thăm nom. Năm ấy nước lũ tràn về cho thượng nguồn dở đê, bà Tuyền với mấy đứa con được ông Tư đưa lên xuồng nhỏ. Bà nắm chặt tay của ông Đại muốn ông lên cùng, nhưng ông đang làm nhiệm vụ, không thể nào vì tình cảm riêng tư mà bỏ mặc đồng đội. Trong tình cảnh đó, ông Tư mới đẩy chiếc xuồng ra xa, hai vợ chồng bị phân tách. Cuối cùng, ông Đại hy sinh vì cứu ông Tư. Mãn tang chồng, bà đem con về đây sinh sống, cho nên bà Tuyền mới sanh lòng oán hận ông Tư tới bây giờ. Dù biết chuyện xưa không phải lỗi của ông Tư, nhưng bà hễ thấy mặt là tình cảnh ông đẩy dạt vợ chồng mỗi người một nơi liền hiện về, khiến cho bà không thể nào không hận. Nếu như ông Đại lên xù, nếu như ông Tư không cố chấp,
thì bà không mất chồng, con bà không chịu cảnh mồ côi cha. Càng nghĩ càng đau đầu, bà Tuyền suy tới nghĩ lui cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì cứ qua phân trần phái quấy một phen với bên nhà xui gia. Con Trân vừa thấy bà nội thì chạy tót ra sau lưng của bà ngoại mà trốn vì sợ bị đòn. Bà ngoại vừa gặp mặt bà nội đã lườm đăm đăm đôi mắt. Khách tới nhà mà cũng chẳng màng tiếp đón, để cho bà nội nó tự ngồi rồi tự mở lời. Bà Tiền cũng ngang, nhà to lại đông người, lạng quạng không có đường về. Bà mới nhận lỗi là nhất thời nóng giận mới đánh quan con nhỏ. Bà ngoại nó thì không chịu, xài xế đủ đường. Bà Tuyền chỉ biết gật đầu nhận lỗi. Thấy bà nội bị rầy, con nhỏ bước ra, nắm cánh tay của bà ngoại mà lắc. Ngoại, ngoại đừng có la nội nữa. Thấy con nhỏ đã chịu ra, từ trên ghế, bà Tuyền ngồi xuống mà ôm cháu gái dỗ dành. Con à, đừng có giận nội, về nhà với nội nghe con. Bà ngoại giành lại cháu gái. Về, cho bà quánh đập nó nữa hay gì. Bà về đi, con nhỏ sẽ ở đây với tôi. Bà ngoại nói xong, liền dẫn cháu gái vô trong, không thèm tiếp khách nữa. Chị xui à, chị nghe tôi nói đi mà. Trân à. Bà Tuyền đành quay về nhà, chứ bị đuổi, rồi sao có thể ngồi lì. Chị biết trách mình nóng vội, đánh quan cháu nội. Ba bữa sau, bà Tuyền đang múc cơm cho thằng Quân thì nghe tiếng gọi. Bà nói. Bà Tuyền nhìn ra cổng, là con Trân với bà ngoại của nó. Con nhỏ thò bàn tay nhỏ xíu qua song sắt mở then cửa rồi chạy vô sân. Bà ngoại nó nhanh chân theo sau. Bà Tuyền bỏ đó cũng chạy vội ra. Con Trân vô tới ôm chân bà nội. Nghe bà ngoại nó nói, ba bữa nay nó cứ đòi về nhà nội cho bằng được. Không còn cách nào khác, bà chỉ đành trả cháu cho bà nội. Đúng là cháu ngoại thương dại thương dột mà. Thương nó cho nhiều, cuối cùng cũng lá rụng về cội. Bà ngoại trả cháu xong thì quay về. Bà Tuyền mừng quýnh lên hết. Dạo có đánh nó, mắng nó, thì nó vẫn là cháu nội của bà. Làm sao mà không thương cho được. Chiều lại, con Trân ngồi xoa càm như là bà cụ non, suy nghĩ kế sách phục thù. Biết là con nhỏ này thù dai, bà Tuyền mới dặn dò không có lên nhà của ông Tư phá phách. Nó ngoài mặt á, dạ ngoan lắm, chứ vừa bước ra đường là nó đi te te lên trên đó. Bụi bông bụp đó ao đã được ông Tư trồng lại làm cho con nhỏ gai mắt quá chừng. Nó quyết định bứt dài bông cho bỏ ghét. Lắm la lắm lét dòm ngó xung quanh, thấy không có ai, nó ra tay thực hiện phi vụ. Bông lá dị bị bứt sạch, bụi bông trụi lũi còn hơn lúc bị gà bươi. Con Trân ôm mớ cây vừa bứt còn cao hơn nó về nhà, làm cho bà Tiền tá quả. Chết cha rồi, nó đi phá thiệt. Đánh thì không dám đánh, sợ nó bỏ về nhà ngoại. La thì la hết nổi. Bà Tuyền giúp cháu phi tang chứng cứ phạm tội. Mớ lá bà ngồi tuốt nấu canh, mớ bông rửa sạch để sơn siro cho tụi nhỏ. Thôi kệ, nhờ vậy mà bà đỡ tốn tiền chợ. Ông Tư chống nạnh, nhìn bụi bông banh chành. Ông tức mà không làm gì được. Bị đâu có biết ai là thủ phạm. Câu nghi đó mà không có dám lên tiếng. Mắt công bà Tuyền dẫn cá chém thớt. Sáng ra, ông Tư mua cây giống trồng lại bụi bông. Thấy tụi con Trân đi ngang mới lên tiếng gọi, quắt nó lại. Nhưng mà con nhỏ đi luôn, không thèm nhìn. Ông Tư bỏ đó đi theo. Tụi nó sáu đứa ngồi chen chúc vô cái bàn nhỏ xíu. Miệng con Trân bắt đầu lên tiếng gọi. Bà Năm, cho sáu tụi bún cá. Ông Tư muốn chen vô, nhưng mà hết chỗ. Thế vậy, ông mới bắt cái ghế ngồi phía sau, cũng gọi một tô. Bà chủ vừa đem cho ông tô bún, thì ông quắt bà lại dặn dò chi đó.
Tụi nhỏ ăn xong mới trả tiền, thì bà Năm không lấy, vì ông Tư đã trả cho tụi nó rồi. Con Trân quay lại nghía ổng một cái bén ngót. Thấy con nhỏ cao chân mày, ông Tư giả giờ ngồi ăn, coi như không hay biết vụ gì. Con nhỏ gom tiền bún của tụi bạn lại, đặt lên bàn ông Tư, rồi dẫn cái đáp đi. Ông Tư bỏ luôn cái tô dí theo nó để trả tiền lại. Nhưng một hai, con nhỏ này không có lấy, mà chỉ có tụi bạn của nó lấy. Ông Tư thở dài, muốn làm quề xuống nước với nó. Cả bộ khó à. Không lấy đó làm chùn bước. Biết nhóm của tụi nó hay đi lông nhông, thế nào cũng sẽ có cách làm quề với con nhỏ này. Tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng nó y hệt bà nội nó lúc nhỏ xíu, cũng dễ thương lắm. Lỡ chọc giận bà nội rồi, vợ mà chọc giận luôn cháu gái, thì ở xóm này láng giềng còn ai với ai đâu. Vừa ngẫm nghĩ, ông Tư vừa thong thả về nhà trồng lại bụi bông bụp. Mất hai ngày, bụi bông mới lên hàng rào xanh lá, thêm vài chậu bông kiện ở trước nhà. Con Trân đi ngang lại ngứa tay, thò ngắt cây bông. Ai ngờ, nó hét lên thật to. Bàn tay vũ lia vũ lịa. Ông Tư nghe tiếng la mới chạy ra. Trên mu bàn tay của nó dính con sâu nhỏ. Ông Tư bắt con sâu ra, rồi đem con Trân vô nhà rửa tay với xà bông để cho khỏi ngứa, rồi cẩn thận sát trùng cho nó. Con Trân khóc vì sợ. Ông Tư xỉ trán con nhỏ, vừa cười vừa nói, ơi, chưa cái tận phá nghe chưa con. Con nhỏ khóc to hơn nữa vì bị quê. Đợi cho nó nín, ông Tư đem ra cho nó cái bánh ít. Con nhỏ không lấy mà chạy tót về nhà, không một lời cảm ơn. Ông Tư lắc đầu, tính khí y chang bà nội nó vậy. Con Trân về tới thì khó chịu, biết là nó đi phá không có được rồi. Bà nội của nó cũng không thèm hỏi, vẻ mặt phụng phị quen quá mà. Chỉ có phi vụ thất bại mới như vậy thôi. Chiều mát mát, con nhỏ ra bến sông chơi với tụi bạn. Ông Tư cũng ra đó câu cá. Tụi nó dọc nước lên sình, làm cho ông không câu được con cá nào, đành thu dây về. Tụi nhỏ bắt đầu nháo nhào. Ý, con Trân đâu rồi? Không thấy nó nữa. Ê, có khi nào nó chìm xuống nước không? Nó lội như nhái mà, làm sao mà chìm được? Nghe tụi nhỏ nói, ông Tư sanh nghi con nhỏ bị đuối nước, bèn phóng xuống mà tìm vớt. Ông cứ ngoi lên hộp xuống vài lần mà không thấy đâu. Ba thằng con trai cũng bắt đầu lặn, con xí muội thì méo sắp khóc. Ông Tư ngoi lên hớp lấy không khí vì lặn quá lâu, chợt nghe động ở dưới mặt nước. Ông đảo mắt nhanh tay thò xuống lau con Trân lên. Con nhỏ thấy mặt ông thì hú hồn vì còn tưởng là con muội. Kế hoạch trêu tụi bạn bị thất bại bởi ông Tư. Nó nghĩ lúc trước ở dưới xóm nhà của nó, ông chính mắc bẫy, thì tụi bạn cũng vậy. Ai mà ngờ xuất hiện ông Tư cản đường. Thấy cái mặt của nó xị ra là ông Tư hiểu ngay. Ông phá lên mà cười. Nghe nhồn nhộn, vừa thấy cái bóng loáng thoáng của nó, thêm cái bím tóc bồng bềnh trong nước là biết rồi. Ông đẻ thằng cha mày ra còn được nha con. Tầm 10 giờ trưa, con Trân lắm lét trước cổng nhà của ông. Ông mới bước ra hỏi, gì đây? Định bức bông nhà tôi nữa hả gì? Dạ không có. Chứ sao đứng đây? Con nhỏ lý nhí, giúp giùm con cái này đi. Giúp cái gì? Chỉ chờ có như vậy, con nhỏ liền kéo tay của ông Tư dẫn ra ruộng. Kế bên thửa ruộng có một ao sen, nó chỉ vào cái búp sen xanh ở giữa ao. Ông Tư hiểu ý, muốn ăn hột sen đây mà. Ông xăng quần lội sình ra giữa ao hai búp sen cho nó. Vừa quay lại thì con nhỏ đi đâu mất tiêu. Ông Tư lội vô thì vừa nhúc nhích dưới đất, chân bắt đầu lún xuống, thân người bị lún sình. Biết là bị con nhỏ này nó chơi rồi, ông Tư mới để yên không nhúc nhích nữa. Sình dưới chân bớt lún một chút, ông mới tiến lên một bước rồi đứng yên chờ tiếp. Cả buổi trưa mà ông chỉ nhích được có vài bước,
sình đã lên tới bụng. Ông toát hết mồ hôi. Cái ao này sình gì mà nháo dữ vậy? Cái sáng nào múc cũng không đều, chỗ thì nông, chỗ thì cạn xịt. Hên làm sao dựng ba giác cuốc về nhà nghỉ trưa mới hay mà đưa cán cuốc ra kéo ông vô. Biết là con gái bày trò, dượng đưa ông về tận nhà xin lỗi lia lịa. Tới nhà thấy con gái thông thả múc cơm ăn, dượng muốn rầy nhưng trời đánh tránh bữa ăn nên thôi. Dượng kể cho má nghe, bà Tuyền lắc đầu bó tay con nhỏ cháu nội. Còn cái ông Tư đó nữa, lớn già đầu còn bị con nít nó xí gạt. Cái ao ngoài đó người ta mới múc lại để trồng bông, sình non sình nhau áp lắm ở dưới. Chỉ có đám bông sen tươi tốt chứ người ta nào dám xuống bẻ, sợ chết chìm vì lúng sình. Cũng chẳng thể trách ông Tư, ông mới về đây làm sao mà biết được cái ao đó như thế nào. Chỉ có con Trân biết mới bày trò trả thù. Chiều tối Dượng ba đi đồng về, có ghé đưa cho ông Tư vài con cá đồng. Biết là con gái mình phá trụi bụi bông rồi làm ông lúng sình, Dượng mới đem quà tới xin lỗi. Sẵn đó ông Tư rủ lai rai luôn. Chiếc chiếu nhỏ trải ra giữa sân với cái bếp than, chai rượu gạo mà ông Tư cất lâu năm không dám uống. Mùi cá đồng nướng lên thơm phức, làm tụi nhỏ đang chơi cũng tập trung trước sân nhà. Ông ngoắc tụi nhỏ vô, chỉ có con Trân là không thèm mà chạy về nhà bà nội. Dượng ba méo mặt vì con gái quá bướng bỉnh. Ông Tư cười, biểu thôi kệ nó. Quá 10 giờ đêm mà Dượng ba chưa về, vì ba dẫn hai đứa con lên kiếm. Ông nào ông nấy ngất ngư hết rồi. Con Trân vô gọi tía dìa, Dượng ba ôm con lại, cả hàm râu vừa mọc lúng phúng lên mặt nó. Con gái gì mà quậy quá vậy hả? Sao phá ông Tư hoài vậy con? Con nhỏ khó chịu đẩy mặt tía của nó ra. Dượng ba thì cứ dụi dụi. Dì ba mới quay lại nhà nội, kêu em trai chồng lên rước anh trai về. Văn vừa khiêng ông anh đang lè nhà ôm má đòi hung, vừa cằn nhằn. Trời ơi, tôi đâu phải vợ ông đâu cha nội, tránh xa tôi ra, ghê quá. Đưa được Dượng ba về cũng trần ai. Thấy con trai say xỉn, bà Tuyền tức mình mới lên nhà ông Tư, định bụng là chửi cho một trận. Nhưng thấy ông nằm ở ngoài sân sải lai có một mình nên thôi. Bà ráng sức đưa ông vô đặt lên bộ đi quăng, còn vào trong buồng mang ra mền gối văng giùm cho cái mùng, tiện tay dọn luôn mâm nhậu nhẹt ngoài sân rồi mới về. Sáng dậy đầu óc ông Tư lân lân như trên mây. Rượu gạo ủ lâu năm mạnh quá làm cho ông có hơi đau đầu. Thấy mình nằm ở trong mùng, ông ngạc nhiên. Hôm qua thằng gì cũng quắt cần câu, làm sao mà khiêng ông vô nhà được. Ông đứng dậy ra ngoài sân thì cả chiếu cũng không có thấy. Quay trở vô bếp thấy chén đũa gọn gàng trên sóng. Ông lại quay ngược trở ra, cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Đúng lúc con Trân đi ngang, ông đi ra lôi nó vô mà hỏi. Hôm qua ai đưa tía con về nhà vậy? Dạ chú Út. Ông Tư lại nghĩ, chẳng lẽ là thằng Văn? Nhưng nó là con trai, làm sao tỉ mỉ được như vậy? Ông lại hỏi con Trân có biết ai giúp ông dọn dẹp không. Con nhỏ nghĩ nghĩ gì đó rồi trả lời, chắc là cô Tắm á. Ông Tư khó hiểu. Hả? Cô Tắm nào? Cô Tắm bước ra từ quá thị đó. Ông Tư ngơ ngác vì bị con nhỏ này chọc ghẹo. Còn con Trân nói xong liền chạy đi mất. Ông đi tới đi lui mà nghĩ ngợi, đưa tay vỗ má mình một cái. Ui da, đau rồi nha. Như vậy chuyện này không phải là mơ. Vậy thì ai làm? Chẳng lẽ trong nhà của ông có cô Tắm bước ra từ quá thị y như lời con Trân nói sao? Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Nếu không phải cô Tắm vậy thì là ai? Mặt trời lên tám sào mới thấy Dượng ba đi thăm đồng. Tối qua xỉn quá ngủ quên trời quên đất.
đi ngang qua nhà của ông Tư, dượng tạc vô lân la hỏi: "Bác Tư, tối qua má con có chửi dữ không?" Ông Tư ngạc nhiên: "Hả? Mày nói gì?" "Dạ, hồi sáng này con nghe thằng Văn nó nói lại là má con lên kiếm bác Tư chuyện bác cháu mình nhậu tới tận khuya đó. Má con có gì quá lời thì bác bỏ qua nghe. Con thay mặt má con xin lỗi bác." "Đánh ba vậy đó, chứ không có gì đâu." Nói rồi, Dượng dắt cuốc ra đồng, trong khi vẻ mặt của ông Liêm vẫn còn chưa hết bất ngờ. Hóa ra cô Tắm tìm sáng giờ chính là cái bà già khó ưa đó. Ngộ thật, bình thường bà chửi gian trời, hôm qua uống lộn thuốc hay sao mà tốt đột xuất. Sáng hôm sau, ông Tư dậy sớm hơn mọi lần. Ông mở cái CD bài nhạc dưỡng sinh tập thể dục trước sân. Từng động tác nhẹ nhàng nhưng có lực được ông phô diễn rất thuần thục. Tụi con Trân lên ăn sáng thì đứng ở ngoài mà cười hí hí. Ông dừng lại mở cửa ra cho tụi nó vô coi. Tụi nó lại cười. Không hiểu sao tụi nó vui như vậy. Ông mới hỏi thì con Trân nói ông múa cái gì mà mặt cười quá, cứ quơ tay múa chân y như trong phim Tàu. Ông Tư mới giải thích đó là tập dưỡng sinh, còn nảy ra ý định rủ tụi nó tập chung. Con Trân lắc đầu, vì ở trường chú không dạy như vậy, tụi nó tập cái khác. Ông hiếu kỳ muốn biết thì con Trân nháy mắt. Thằng Tí Chuột nhanh chân chạy về nhà lấy cái đĩa CD đem xuống bỏ cho đầu mái. Tụi nó tập thể dục cũng đã xếp thành hàng. Thằng Tí nhanh chân nhập bọn, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên liên tục. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, mùng 2, 3, 4, hít thở, hít thở, hít thở. Theo tiếng nhạc là những động tác thể dục tụi nó được học. Ông Tư cũng bắt chước tập theo. Hồi đầu là tập thể dục buổi sáng, được một lúc chuyển sang tập múa giờ ra chơi. Lúc đầu còn chậm chậm, từ từ để cho ông Tư học. Sau đó tụi nó nhanh dần. Nhất là con Trân, nó đứng trên cùng, múa lia múa lịa. Đám bạn của nó thì theo kịp, chứ ông Tư muốn đứt hơi, tay chân quơ hết nổi. Tập thể dục kiểu gì mà múa mai tùm lum, động tác uốn dẻo lắc lư của con nít, ông già như ông làm sao mà theo nổi. Mặt trời đã lên tới ngọn sào mà đám con nít không dừng lại. Ông có kêu ngừng thì con Trân lên tiếng vận động buổi sáng có nắng tốt, thầy cô dạy như vậy. Ông Tư nghiến răng ken két, chẳng biết là thầy cô nào dạy con nhỏ này nữa. Ở nhà, vợ chồng Văn Quyên nháy mũi một lượt. Hai vợ chồng nhà này dạy nó chứ ai. Ông Tư quở đúng rồi đó. Bà Tuyền vừa đi chợ về thì một bà hàng xóm chạy vô nhà cho hay là đám con Trân đang múa lửa trên nhà của ông Tư Liêm. Bà với vợ chồng của Văn tức tốc chạy lên coi. Ông Tư đầu óc quá thì choáng váng, toàn thân run lẩy bẩy, tay chân bủng rủng vì không theo kịp tụi nhỏ. Ông ngất ngư tới nơi thì bà Tuyền với Văn nhanh chóng đỡ lấy. Mém xíu là ông ngã luôn rồi. Quyên dội tắt cái đầu máy rồi la: Đứa nào bày ra cái trò này hả? Thấy người lớn kéo tới, cả đám chạy tán loạn. Văn lên tiếng: Trời ơi, em còn hỏi đứa nào? Cháu gái của em bày đầu chứ ai? Quyên à, đi lấy nước đi con. Văn, con đưa ổng vô nhà nằm, má đi gọi y sĩ tới khám, ổng lên máu rồi đó. Bà Tuyền đi ngay, không chần chừ. Bà xuống tận bến đò mời ông y sĩ lên khám. Ông Tư nằm trên đi quăng, mặt mày đỏ ké, thở hơi lên. Y sĩ đo huyết áp gọi khám. Ông bị lên máu. Sáng giờ chưa có ăn gì, lại vận động quá mức, sức nào mà chịu nổi. Y sĩ chích cho một mũi thuốc, rồi cắm kim truyền nước biển. Bà Tuyền ở dưới bếp nấu cho ổng tô cháo. Cháu gái của bà hành ổng quá, làm bà ấy nấy hết sức. Mẹ con của bà tới trễ một chút, không khéo ổng bị hành tai biến luôn rồi. Con nhỏ chơi ác đạn quá mà. Vợ chồng của Văn túc trực nãy giờ, không có dám đi đâu. Bà Tuyền dặn dò Văn tối nay ở lại nhà của ông Tư coi chừng,
Ông đang bệnh, ở nhà một mình không có tiện. Bà ra khỏi nhà của ông Tư đi giáp sớm mà kiếm cháu gái. Chẳng biết nó trốn đâu mất dạng, kiếm mệt muốn chết. Tầm xế trưa, con nhỏ đói lả mới về nhà, rón rén vô bếp lục cơm nguội. Bị bà nội nó phát hiện, tính co giò bỏ chạy thì bà Tuyền túm cổ áo bắt nó lại. Con nhỏ sợ đòn, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bà Tuyền thở dài. Hơi, nội không có đánh con, đừng có khóc. Bà quẹt nước mắt cho cháu gái, đợi con nhỏ bình tĩnh, rồi mới hỏi tại sao lại làm như vậy. Con nhỏ thật sự không cố ý phá ông Tư. Do ông Tư rủ tụi nó tập thể dục, nó chỉ muốn cho ông Tư coi tụi nó được học thể dục như thế nào. Ai ngờ, càng quấy càng hăng, tụi nó được đà chơi tới bến. Bà Tuyền đặt con nhỏ lên đùi, vuốt bím tóc của nó mà khuyên giải. Con nè, ông Tư lớn tuổi rồi, còn lớn hơn nội nữa. Ông không có đủ sức chơi với tụi trẻ như con đâu. Cho nên có chơi có giỡn cái gì á thì cũng không có được quá trơn. Như vậy là hổn đó, có biết chưa? Con biết rồi, con xin lỗi nội. Con á, xin lỗi ông Tư kìa, chứ con đâu có mận gì sai với nội đâu mà xin. Con nhỏ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói, ông Tư có giận con không nội? Không có đâu con. Ông Tư coi vậy à, chứ hiền lắm. Tại con giận nội rồi lấy ông Tư, mới không có cho ông Tư cơ hội làm què thôi. Nghe lời nội, mai nội dẫn lên xin lỗi ông Tư nghe con. Dạ. Chiều tối, vợ chồng của dì ba lên thăm. Dì Dượng áy náy quá chừng. Con gái nghịch quá, vợ chồng không biết làm sao. Hồi chiều muốn la, nhưng mà bà nội nó không cho. Ông Tư lắc đầu, đỡ lời. Bị gì ông già rồi, không có theo kịp tụi nhỏ. Ông còn hỏi nó có bị đòn không, sợ bà nội nó đánh. Hơ, ông bận như tôi dữ lắm ông bà. Bà Tuyền vô tới, đặt cái cà mên cơm với hộp cháo lên bàn rồi quay về. Ông Tư muốn lên máu lần hai, lỡ lời nói xấu bị bà Tuyền nghe rồi. Thế nào bà cũng giận nữa cho mà coi. Vợ chồng của dì ba theo chân bà Tuyền phân trần giúp ông Tư để cho bà không giận nữa. Giăng chặt lưỡi, bác Tư đúng là xui hết chỗ nói. Hết bị cháu gái quậy là bị bà nội nó giận lấy. Số bị bà già con gái nhà anh hành xác đây mà. Sáng hôm sau, bà Tuyền mang theo bọc bánh canh còn nóng hổi lên thay ca để cho Giăng về nhà. Anh ra tới cửa thì gõ một cái cớp mà la. Quậy hả? Ông Tư chỉ nghe tiếng ui da, chứ không có thấy ai. Bà Tuyền quay lại la con trai. Cái thằng, ăn hiếp cháu. Nó kỳ thị xa lánh rồi à, thì đi theo năn nỉ nghe. Giăng cười, rồi đi về, mà không nói tiếng nào. Ông Tư cao mày, nãy giờ không có thấy ai đâu. Bà Tuyền gọi. Trân à, vô đi con. Con nhỏ nãy giờ núp ló ngoài cửa, giờ mới dám bước vô. Bà nội kéo nó tới trước mặt của ông Tư. Con nhỏ lý nhí. Con xin lỗi ông Tư, mai mốt con không có dám gì nữa. Bà Tuyền bắt lỗi. Mai với mốt không dám là ngày kia lại tiếp tục phải không? Con Trân vội sửa lời. Dạ không, không có. Từ đây về sau con không dám nữa. Ông Tư lên tiếng. Thôi, nó cũng biết lỗi rồi, bà đừng có trách nó. Ông đó, bị con nít nó dụ mà còn không biết. Thì nó là cháu của bà, cho nên tôi mới bị nó dụ. Ngày xưa không dụ bà nội nó được, giờ đi theo dụ cháu gái thì bị nó dụ ngược lại. Bà Tuyền nhếch môi, xì mỡ tràn dài. Có không giữ, mất là mất luôn. Hối tiếc chi nữa mà than với thở. Ăn thôi, tầm bay tầm ba. Ông Tư cười, rồi thở dài thường thượt mà nói. Tôi tin có quả báo đâu bà.
tôi phân cách vợ chồng con cái nhà bà. Giờ về già tôi cô độc, không con không cái. Ngày ấy sau trận lũ năm đó, ông Tư cũng giải ngũ trở về nhà. Ông được mai mối với một người con gái ở bên kia sông. Ông cùng vợ lên Sài Thành lập nghiệp, cuộc sống cũng viên mãn với năm đứa con. Nhờ sự chăm chỉ làm ăn, vợ chồng tích góp được một khoản kha khá. Căn nhà từ đường ở dưới quê cũng một tay vợ chồng bỏ tiền sửa chữa. Ông còn mở được vài cái khách sạn và nhà hàng. Việc kinh doanh cũng khá khẩm, con cái dần lớn khôn rồi thành gia lập thất. Vợ ông qua đời hơn 10 năm, tuổi già về hưu, vẫn tưởng được nương nhờ con cháu. Nhưng nào ngờ tụi nó bỏ bê người cha già, đùn đẩy trách nhiệm làm con, rồi lại đem cha ra chia đều mỗi nhà mỗi tháng, trông chờ cho hết tháng để giao cha đi nhà khác. Quá chán nản cái cảnh đi lang thang qua nhà con cái, ông Tư quyết định về quê an hưởng tuổi già. Bà Tuyền nghe xong cũng cảm thấy ổng tội nghiệp. Bà an ủi: "Thôi, chuyện qua rồi, về đây rồi thì yên ổn mà sống. Chuyện không vui bỏ hết đi." "Bà không còn giận tôi nữa sao?" "Có oán giận ông đi nữa thì chồng tôi, cha của các con tôi cũng chẳng sống lại được." Trận lũ kinh hoàng năm đó, cả tiểu đội phải đắp đê ngăn nước. Trời mưa to, trên thượng nguồn lại dở trận, nước ào ào chảy xuống. Lệnh của chỉ huy các tiểu đội phải rút về. Vì không muốn công sức của cả đám bị hủy trong phút chốc, ông Tư ra sức cắm cọc để gia cố. Thấy nước dần đổ xuống, ông Đại nắm ông kéo ngược trở lại với đồng đội. May mắn là ông Tư được vớt lên thuyền trước khi con nước ập xuống, còn ông Đại bị nhấn chìm trong biển nước. Khi lũ rút đi, thân xác ông Đại bị bùn đất vùi lấp. Đang vấn vương chuyện đời xưa thì ông Tư cảm thấy khó chịu, nhức nhức ở gian mạch máu kim truyền nước. Ông nhăn nhó: "Ôi, tay tôi đau quá bà." Ông Tư đưa bàn tay đã sưng to cho bà Tuyền coi, máu dưới nước hòa lẫn tràn trề ra ngoài. Bà Tuyền cũng hết hồn xanh mặt: "Trời ơi, sao vậy nè?" Ông Tư còn chưa kịp trả lời thì nghe ương ước. Bà Tuyền cũng nghe tiếng tổng tổng. Con Trân la lên: "Nội ơi, cái này nó bị xúc ra rồi." Bà Tuyền với ông Tư nhìn qua rồi la làng: "Trời ơi, giật nó ra chi vậy?" "Con đâu có biết đâu, con đang rờ cái cục này xong cái nó xúc ra luôn." "Trời ơi là trời." Bà Tuyền vội vàng chạy đi mời y sĩ tới gắn lại dây truyền nước biển. Bà nhỏ ngứa tay cầm cục điều chỉnh nhỏ nước đẩy lên đẩy xuống, làm nước biển chảy nhanh quá tràn ra khỏi mạch máu. Chưa hết, nó đẩy kiểu gì không biết mà rút nguyên ống dây ra khỏi chai nước biển, làm nước chảy nhỏ giọt ướt hết vai áo của ông Tư. Khi y sĩ tới thì phải rút kim ra, bàn tay nổi áp xe sưng chù dù. Ông y sĩ đỡ qua bên tay còn lại. Ông còn căn dặn: "Để sao y vậy, không có được động vô nữa." Ông Tư nãy giờ cũng chẳng biết nói sao với con nhỏ, cái mặt nó ngơ ngác thấy tội. Bà Tuyền la cháu nội rằng đây là thuốc của người bệnh, không được động vô. Trễ một chút xíu nữa là ông Tư ngủm rồi, làm con nhỏ mặt mày xanh lè. Bà Tuyền lắc đầu ngao ngán, bao đời bao đớm hết sức. Ông Tư phì cười rồi nói: "Hình như là nó đang trả thù giùm bà nội đó thì phải." Bà Tuyền tức giận: "Cái cha già cà rỡn, nó còn nít à, thì biết gì chuyện hồi xưa, bị nó xì gạt rồi hình dĩ như." Nghe bà Tuyền chửi thì ông Tư bật cười: "Coi bộ bà hết giận hờn thiệt rồi." Tới gần trưa, văng lên để cho má về cơm nước. Bà Tuyền dẫn cháu gái đi theo, sợ mất công ở đây nó lại rút dây nước biển, ông Tư ra biển bắn muối luôn. Nhờ sự tận tình chăm sóc của gia đình bà Tuyền, ông Tư dần khỏi bệnh. Giờ đây ông đã đứng dậy ra ngoài sân tản bộ được rồi. Thiên nhiên ở dưới quê trong lành làm tinh thần của ông vô cùng sảng khoái.
hơn hết là tình xưa nghĩa cũ. À nhầm, tình làng nghĩa xóm của mẹ con bà cháu bà Tuyền. Con Trân bây giờ nó không còn ghét ông hay ý định phục thù nữa. Rảnh rỗi là nó chạy lên nhà thăm ông, có khi rủ đám bạn tụ tập chơi trước sân. Nhà ông Tư được cái rộng rãi, thoải mái, tụi nhỏ tha hồ nô đùa. Tiếng cười rộn rã của đám con nít làm tâm hồn của ông già cũng vui lây. Ngày hôm sau, có ba người đàn ông với hai người phụ nữ xuống nhà của ông Tư. Chừng một tiếng sau thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra. Con Trân hoảng sợ chạy về báo cho bà nội. Bà Tuyền cùng mấy người con lên coi thì mới hay là đám con của ông Tư, tụi nó về đòi chia gia tài. Ông Tư không chia cho đứa nào hết vì đất hương quả thờ ông bà. Tất cả đổ lỗi cho nhau vì không chăm sóc cha già chu đáo khiến ông giận. Lời qua tiếng lại rồi xô xát, đồ đạc bể rỗn rãng. Ông Tư tức tới mức lên máu một lần nữa, vậy mà mấy đứa con không hề dòm ngó tới. Bà Tuyền phải đưa ổng đi nhà thương gấp, thiệt là hết nói nổi mà. Dượng ba thấy càng lúc càng căng, mới đi báo chánh quyền, hốt hết cả đám lên ngủ mũi cho biết mặt, nhốt một ngày một đêm mới được thả. Ông Tư thì nằm viện chưa về, đám con đi dạo ngoài ruộng, coi thử đất đai cha động cỡ nào, mấy cánh ruộng bạc ngàn đi hoài không hết. Lớp nào than mỏi, lớp nào than nắng. Bị tụi nó có bao giờ về quê hương xứ sở đâu, làm sao mà quen với cái cảnh lội đồng lội ruộng. Đi một hồi thì không biết đường trở vô, mà giờ này quá trưa, bà con người ta về ăn cơm hết rồi. Đang kiếm đường trở vô thì gặp con Trân. Con nhỏ dẫn đường cho cả đám vô nhà. Đang đi thì cả đám rớt hết xuống ao sen, lấm lem bùn đất. Con Trân thấy họ lóng ngóng tìm đường vô, mới lấy rơm đắp đường đi, che ra mé ao. Con đường đất nhỏ xíu, cả đám chen chúc nhau, lớp sợ té, lớp sợ dơ. Con Trân chen lên, họ né con nhỏ mà đứng không muốn vững. Đã vậy còn dẫm lên rơm, tiện tay nó xô hết từng người xuống ao sen, trả thù cho ông Tư, rồi chạy đi mất. Cả đám dùng dãy thì càng bị mắc kẹt sình non, càng bị lúng mà không lên được. Đầu cổ toàn là sình đất với rơm rạ, uống hết một bụng nước ao sen. Họ kêu cứu, nhưng giữa trưa ngoài đồng không ai nghe. Phơi nắng hết mấy tiếng đồng hồ thì mới có người đi ra mà giải cứu. Cả đám hậm hực, đã không chia được đất, lại còn bị ăn đất sình. Tức quá, kéo nhau về lại thành phố hết. Tới chừng ông Tư hay được chiến tích của con Trân thì khoái trá cười ha hả rơm rá nhà thương. Khi ông xuất viện về thì con Trân trốn mất 2 ngày trời, vất vả lắm mới thấy nó ở tuốt trên xóm chăm chơi với thằng Thanh Lé. Nó thấy ông thì chạy bán sống bán chết, bắt được nó muốn hụt hơi. Nghe ông Tư không giận mà còn khen thì nó trố mắt ra nhìn. Ông Tư giải thích: thì con thương ông, con mới làm vậy, ông sao mà trách con được. Con Trân cười hì hì, hiếp mắt. Nó còn tưởng nó bị rầy. Thấy ông Tư với nó tay trong tay lội bộ đi về, thì bà Tuyền ngạc nhiên: thần dữ vậy sao, còn mua kem cho nó ăn nữa. Mai mốt bị nó dụ thì không có được đổ thừa nghe cha già. Hôm nay ông Tư bày mâm cúng kiến cái gì đó không biết, trông cũng tươm tất lắm. Có bà Tuyền với con Trân qua nữa. Nghe ông Tư khấn vái đồng đội thì con Trân hiếu kỳ thắc mắc: ông nội nó đâu? Ông Tư mới xe đứa thuốc rê rồi mồi thuốc để trên bàn. Ông mới nói: ông đại, mời ông điếu thuốc. Về quê lâu quá rồi mà giờ mới nhớ tới ông. Đừng có giận tôi nghe. Nói rồi ông quẹt nước mắt. Bà Tiền cũng sụt sùi vì nhớ chồng. Đang hồi tưởng ngày xưa thì hai ông bà nước mắt nước mũi tèm lem. Bà Tuyền còn ho sặc vài tiếng. Ông Tư nghe khói mịt mù, nhìn lại thì thấy con Trân nó xe thêm mấy điếu thuốc rê bự như ngón tay cái, rồi đốt lên làm khói bay mịt mù. Ông Tư sợ cháy nhà, mang nước ra dập lửa. Mâm cúng tiêu tùng vì bị ướt. Con nhỏ lý sự:
Ông Tư cho ông nội nó có một điếu nhỏ xíu. Ông Tư keo kiệt quá. Bà Tuyền tức giận đuổi cháu gái ra ngoài sân. Con nhỏ bị rầy, ngồi thu lu trên bậc thềm. Ánh mắt nó hé lên một tia sáng. Nó cười, rồi cất tiếng gọi. Ông nội! Vậy là truyện ngắn Nghỉ hưu đụng độ nghỉ hè của tác giả Bạch Cúc đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã nghe truyện. Quần Quyên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả bằng cách like và share video. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau. Xin được chúc cho quý khán giả một đêm ngon giấc.